theo này mình sẽ chuyển đến cái việc là gì? Sửa đổi, hủy bỏ hoặc là đơn phương chấm dứt hợp đồng. Thì nó sẽ từ điều 421 đến điều 428 trong Bộ luật dân sự, đúng không? Mình đọc thêm nhá. 421 đến 428. Và cụ thể đây. 421 đúng không? Sửa đổi chấm dứt hợp đồng các thứ đây. Sửa đổi hợp đồng này rồi chấm dứt hợp đồng này. Đấy thì chúng ta thấy sửa đổi hợp đồng thì các bên có thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng. Hợp đồng có thể được sửa đổi theo quy định tại điều 420 của luật này. Và hợp đồng sửa đổi phải tuân theo hình thức của hợp đồng ban đầu. Đấy, như kiểu là gì? Hình thức hợp đồng ban đầu là bán cái gì đấy thì bây giờ sửa lại thì vẫn phải bán cái đi đúng không? Thì có thể là đổi số lượng hay đổi gì đấy thôi. Được chưa? Đây đây, mình đã trích cho các mọi người cái điều 421 đây đúng không? Sửa đổi hợp đồng. Đấy, các bên có thể thỏa thuận này, các thứ này. Hợp đồng có thể sửa đổi khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Và nữa là gì? Hợp đồng sửa đổi phải tuân theo hình thức của hợp đồng ban đầu. Nên mình cũng đã nói rồi. Theo là gì? Chấm dứt hợp đồng đúng không? Chấm dứt hợp đồng theo điều 422. Ở tại đây. Chấm dứt hợp đồng điều 422. Cụ thể, hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây. Đầu tiên là hợp đồng đã được hoàn thành. Hoàn thành rồi chấm dứt thôi đúng không? Nên kiểu là gì? Hai bên ký với nhau việc là mua bán 100 con gà chẳng hạn. Thì bên giao hàng đã giao 100 con gà rồi. Còn bên mua hàng thì đã trả hết tiền 100 con gà rồi. Thì đó gọi là hợp đồng hoàn thành rồi đúng không? Thì đó chấm dứt thôi. Chấm dứt trong trường hợp này là êm đẹp nhất đúng không? Êm đẹp nhất rồi. Thứ hai là gì? Theo thỏa thuận của các bên, đấy tức là đang thực hiện được một nửa chẳng hạn, các bên bảo thôi không thực hiện nữa, đấy, tôi đã thấy đủ rồi, bên kia mà cũng đồng ý đúng không, mình kiểu đồng ý thôi, ok, chấm dứt được, phải theo thỏa thuận các bên, hai bên đồng ý là ok. Thứ ba là gì, cá nhân ra cái hợp đồng chết, đấy, hoặc là pháp nhân ra cái hợp đồng chấm dứt tồn tại, mà hợp đồng phải do chính cá nhân pháp nhân đó thực hiện, tức là gì, một người ký kết đúng không, cái ông này, đấy, ông ký kết bán 100 con vịt chẳng hạn, rồi chưa bán xong ông chết rồi, đấy, khi đó làm sao, khi đó chấm dứt hợp đồng, đấy, hoặc pháp nhân nữa, đúng không? Pháp nhân như kiểu một cái doanh nghiệp gì đấy chẳng hạn, thì nó thấy là gì? Một cái doanh nghiệp này hay phải do chính pháp nhân đó ký kết nhá, và chính pháp nhân đó ký kết thì khi đó cái doanh nghiệp này ấy lại bị phá sản chẳng hạn, chưa? Thì khi đó là trong hợp đồng này cũng bị chấm dứt thôi. Thứ nữa là gì? Số 4, hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện. Đấy, hợp đồng bị hủy bỏ hoặc bị đơn phương chấm dứt nhá. Thì chúng ta hiểu đơn giản là gì? Đơn phương chấm dứt tức là một bên chấm dứt thôi. Đây kiểu là ký với nhau đúng không? Hai bên ký với nhau mua được một gà. Bên này ông ấy đang đang bán gà đúng không, ông thấy bán cho ông này rẻ quá, ông thấy bên khác mua đắt hơn, ông bán hết cho bên kia, ông không bán cho bên này nữa, chứ không phải là gì đơn phương chấm dứt thực hiện không, một tức là một bên ông này ông vẫn đang đợi gà mà ông kia lại bán gà hết cho người khác, thì cái bên mà ông bán gà cho các người khác ấy để ông ấy đơn phương ông tự chấm dứt đúng không. Đấy, số 5 là gì, hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng hợp đồng không còn. Đấy kiểu chúng ta bán lúa đúng không, bán cái lúa ruộng này, ruộng lúa này xong rồi một mùa mưa bão nó trôi hết đi rồi đúng không, thì làm sao mà bán được. Chưa? Thì không còn nữa. Còn thứ nữa là gì? Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại điều 420. Điều 420 chúng ta cùng xem nhá. Đây. Điều hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Chúng ta thấy hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Đấy, sự thay đổi nguyên nhân khách quan xảy ra này. Tại điểm giao kết hợp đồng là các bên không thể lường trước được sự thay đổi này. Hay hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức nếu như biết trước hợp đồng đã không giao kết hoặc được giao kết nhiều nội dung hoàn toàn khác. Các thứ đúng không? Rồi. Trong trường hợp thay đổi cơ bản thì bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng. Đấy. Và trường hợp không thể thỏa thuận được ấy thì một trong các bên có thể yêu cầu tòa án là dứt hợp đồng rồi thì thôi. Rồi nhá. Đó, đấy theo điều 420 chúng ta đọc thêm ở đấy. Và cùng là gì? Trường hợp khác do luật quy định. Rồi. Đấy, ok, đơn giản vậy thôi nhá, mọi người sẽ đọc thêm giúp mình về cái việc mà sửa đổi, hủy bỏ với cả đơn phương chấm dứt. Chưa? Tiếp theo ấy, chúng ta sẽ chuyển đến một nội dung khá là quan trọng. Đây hợp đồng vô hiệu. Vô hiệu thì mình cũng đã nói cho mọi người rồi đúng không? Chúng ta hiểu đơn giản mấy cái từ này thôi. Đầu tiên là vô là gì? Vô là không, hiệu là hiệu lực. Tức là ấy, hợp đồng vô hiệu là hợp đồng không có hiệu lực, đúng không? Không có hiệu lực pháp luật ấy, thì khi đó làm sao? Ký kết xong rồi ấy, mà hợp đồng bị vô hiệu thì bản chất là gì? Nó vẫn chưa xác nhận quyền và nghĩa vụ gì cả, vì nó vô hiệu rồi mà, không hiệu lực rồi mà. Đấy. Đầu tiên chúng ta xem nhá. Khái niệm với cả phân loại một chút về hợp đồng vô hiệu. Đầu tiên này, về khái niệm. Hợp đồng vô hiệu là hợp đồng được ký kết không đáp ứng các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng nên không có giá trị mặt pháp lý. Chúng ta hiểu đơn giản thôi đúng không? Nó không có giá trị và pháp lý, tức là nó chưa xác định ra quyền và nghĩa vụ. Đơn giản như vậy thôi. Đấy, thì ở đây bị vô hiệu khi nào? Khi mà nó không đáp ứng các điều kiện để có hiệu lực. Nãy mình cũng đã nói điều kiện này có hiệu lực bên trên rồi đúng không? Đấy, phải là gì? Hoàn toàn tự nguyện này, theo điều 117 ấy, nghe nói rồi. Chưa? Đây, đây là 102 dân sự này. Hợp đồng vô hiệu trong trường hợp thiếu một trong các điều kiện tại điều 117 mình đã nói rồi đúng không? Có điều kiện ấy thì theo điều 117. Vậy bây giờ là gì? Thiếu một trong các điều kiện tại điều 117 thì khi đó nó sẽ được coi là vô hiệu, đúng không? Như kiểu hợp đồng đó không tự nguyện chẳng hạn. Đấy, hoặc là gì? Hoặc là cái người giao kết không có được hành vi dân sự chẳng hạn. Như kiểu ví dụ nãy của mình ý, đấy là
một cái anh A này anh lừa hàng xóm, lừa hàng xóm đổi cái xe máy lên cái bim bim chẳng hạn, với điều kiện là gì, hàng xóm anh bị tâm thần đúng chưa, thì khi đó hợp đồng đó sẽ là hợp đồng vô hiệu, ok nhá. Phân loại hợp đồng vô hiệu đây thì phân loại chúng ta có là gì, hợp đồng vô hiệu tuyệt đối và hợp đồng vô hiệu tương đối, cũng như là hợp đồng vô hiệu toàn bộ và hợp đồng vô hiệu từng phần. Đấy, thì đây chúng ta có thể nói một chút về vô hiệu toàn bộ và vô hiệu từng phần. Thì toàn bộ với từng phần thì rất đơn giản thôi, toàn bộ tức là gì, toàn bộ hợp đồng này vô hiệu luôn, toàn bộ hợp đồng này không có hiệu lực luôn. Nhưng tuy nhiên có thể là gì, hợp đồng vô hiệu từng phần, tức là có phần này là vô hiệu, phần khác không vô hiệu chẳng hạn, phần khác kia vẫn được thực hiện đúng không, còn phần vô hiệu này sẽ không thực hiện. Thế thôi, đơn giản nhá. Và mọi người nhớ giúp mình, để được coi là vô hiệu thì bắt buộc phải được tòa án xác định đúng không, tòa án xác định là vô hiệu thì nó mới bị vô hiệu, còn các bên xác định với nhau là vô hiệu thì nó không phải đâu đúng không, phải là tòa án xác định. Thế nhá, nhớ hợp đồng bị vô hiệu phải là tòa án tiên vô hiệu thì nó mới là vô hiệu được. Ok, rất đơn giản vậy thôi. Tiếp theo này, chúng ta xem nhá. Rồi, ở đây các trường hợp vô hiệu này chúng ta xem điều kiện để các trường hợp vô hiệu đúng không? Ta nói thêm một chút. Điều tiên chúng ta xem này. Cái điều kiện ấy, cái chủ thể này ý, bị rơi vào trường hợp là gì? Ký hợp đồng xong nó bị coi là vô hiệu khi nào? Thì chúng ta xem. Thứ nhất là chưa thành niên, này hoặc là gì? Mất hoặc là hạn chế được hành vi, khó khăn trong tức làm chủ hành vi thì 125 mình đã nói rồi đúng không? Đấy, những người chưa thành niên như kiểu là mấy tuổi chẳng hạn, đấy khi đó dễ bị lừa đúng không, hoặc là mất tiếng được hành vi như kiểu tâm thần này cũng rất bị lừa đúng không, khó khăn các thứ thì bị nghiện đấy, thì nó rơi vào các trường hợp như vậy. Khi đó những cái đối tượng này ký kết đi đúng không, thì khi đó nó sẽ gọi là bị vô hiệu và gì, không có làm chủ được hành vi của mình này, đại diện không đúng hoặc vượt quá thẩm quyền đấy, thì khi đó nó cũng là vô hiệu luôn. Ok nhá. Tiếp theo này, về sự tự nguyện thì sự tự nguyện này có thể rơi vào hai trường hợp, nếu mà bị nhầm lẫn, ý, thì theo điều 126 đây đúng không, thì khi đó hợp đồng đó bị vô hiệu luôn, đấy cho bị nhầm lẫn đấy đúng không, nhầm lẫn cái gì đấy trong hợp đồng chẳng hạn. Thế và thứ nữa là gì, nó bị lừa dối đe dọa cưỡng ép, như kiểu là cướp ấy, kề dao cổ mình rồi đấy, lúc đó là mình bị đe dọa rồi đúng không, đe dọa là gì, đưa tiền ra đây đúng không, đấy khi đó ta đưa tiền thôi, thì khi đó chúng ta có tự nguyện không, không đúng không, không tự nguyện đấy, thì khi đó nó sẽ bị vô hiệu đúng không. Ok, tức là cái từ cướp đó đúng không, đấy thì cái người cướp đó không thể nào mà tự nhiên là có tài sản chúng ta được đấy nhá. Còn về nội dung này, nội dung thì có thể bị vô hiệu trong trường hợp nào, vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc là trái đạo đức, như ví dụ vừa nãy của mình ấy đúng không, là gì, ký hợp đồng mua bán mấy trăm khẩu súng này, hoặc là ký hợp đồng mua bán mấy trăm kg ma túy chẳng hạn đúng không, thì đều là vô hiệu hết, kể một cân cũng vô hiệu rồi đúng không, đấy vì bởi vì vi phạm điều cấm rồi, cấm buôn bán tàng trữ ma túy đúng không, với cả cấm mua bán những cái vũ khí rồi các thứ đúng không, theo luật của chúng ta đã quy định như vậy. Nữa là gì, do giả tạo hoặc giả tạo không được nhá, và có đối tượng không thể thực hiện được, tóm lại như cái này. Còn hình thức là gì, hình thức là không tuân thủ quy định về hình thức, đấy như kiểu là hai công ty với nhau ấy, đấy, giá trị là lớn như mình vừa nãy ví dụ rồi đúng không, hình thức thì bắt buộc người ta bắt buộc phải bằng văn bản, mà khi đó hai ông lại giao kết bằng lời nói chẳng hạn đúng không, thì cũng bị vô hiệu đấy. Ok nhá, giờ dễ vậy thôi. Còn bây giờ ấy, chúng ta xem là khi mà hợp đồng bị vô hiệu thì xử lý như thế nào đúng không, xử lý hợp đồng vô hiệu thì xử lý như thế nào đây. Thì đây nhá, cái việc là xử lý hợp đồng vô hiệu này ấy, thì chúng ta căn cứ vào điều 131 Bộ luật dân sự thôi. Đầu tiên này chúng ta đọc từng khoản trong đây. Hợp đồng vô hiệu không làm phát sinh thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập đúng không? Tôi biết rồi. Đây là gì? Mình đã nói đây là vô hiệu là gì? Vô hiệu là không có hiệu lực, cho nên nó cũng sẽ không làm phát sinh hoặc thay đổi hoặc chấm dứt một quyền nghĩa vụ nào đấy. Nên là ta xuất phát rất là đơn giản thôi. Trong khái niệm hợp đồng mình đã nói với các bạn rồi. Đó là hợp đồng ý là một cái làm phát sinh thay đổi chấm dứt quyền hoặc nghĩa vụ dân sự của các bên. Thế bây giờ thì hợp đồng vô hiệu ấy thì không có hiệu lực, cho nên nó sẽ không làm phát sinh thay đổi chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên thôi. Đấy, đơn giản như thế. Và thứ hai là gì? Khi hợp đồng vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả. Cái này rất là dễ thôi đúng không? Đấy, nó sẽ xảy ra hai trường hợp đấy là gì? Nếu mà ấy ký hợp đồng nhưng mà chưa thực hiện mà đã biết là vô hiệu rồi đúng không? Thì các bên không thực hiện nữa, đơn giản thế thôi. Bây giờ không thực hiện nữa là xong. Đấy, còn nếu mà đang thực hiện hợp đồng rồi đúng không, nó sẽ rơi vào trường hợp đang thực hiện rồi, đang thực hiện thì hoàn trả lại cho nhau thôi đúng không, đình chỉ thực hiện và hoàn trả lại cho nhau. Với cái việc là xử lý tài sản đúng không, thì các bên sẽ hoàn trả lại cho nhau cái gì đã nhận đấy, kiểu là gì, bên này nhận hàng rồi thì trả hàng, bên kia nhận tiền rồi thì trả tiền đúng không. Còn nếu mà không hoàn trả được bằng hiện vật thì trả bằng tiền đấy đúng không, ví dụ như là gì, hợp đồng mà mua gà, mình mua gà về mình thịt rồi đúng không, thì không không có gà để trả nữa thì phải trả bằng tiền, quy đổi ra thành tiền để trả. Nhưng tuy nhiên ý, các bạn thấy đây là gì? Cái điều này đúng không? Thì 131 này chủ yếu nó là gì? Về mặt lý thuyết thôi. Chứ còn ý, trong thực tế nó sẽ xảy ra một trường hợp như sau. Mình có thể ví dụ cho mọi người nhá. Đây, cái này chỉ đúng trong mặt lý thuyết thôi. Ví dụ này. Đấy là ý. Ví dụ là chúng ta mua 100 lít xăng với giá 30 triệu. Xong bây giờ mua xong dùng hết rồi. Đấy, bây giờ mình biết hợp đồng vô hiệu.
Thì đó làm sao? Không có đủ xăng để trả. Thì khi đó này, cái bên nhận được 30 triệu ấy, người ta trả mình 30 triệu, xong mình không có một cái lít xăng nào mình trả. Thì đó mình lại lấy cái 30 triệu mình trả lại cho người ta. Thì bản chất là gì? Cái bên mua xăng người ta vẫn dùng xăng đúng không? Người ta vẫn dùng được xăng. Còn bên gì? Còn bên nhận tiền ấy thì vẫn nhận được 30 triệu, đúng không? Bản chất nó vẫn giống y hệt. Đấy, bản chất nó vẫn y hệt trong cái trường hợp mà hợp đồng được làm bình thường đúng không? Không bị vô hiệu. Thế mà tuy nhiên ấy, ở trong luật chúng ta chỉ đây nó chỉ ở tương đối là về mặt lý thuyết thôi đúng không? Đấy, để chúng ta biết là gì? Cái này là vô hiệu, là không được. Thì khi đó nếu mà ký kết thì phải trả lại. Đấy, trả lại gì đã nhận. Nếu không trả được thì chuyển bằng tiền. Đấy, nếu mà trường hợp mà như mình ví dụ ấy, thì là mua xăng xong rồi dùng hết xăng rồi. Đấy, xong lại lấy, xong rồi cái bên nhận tiền trả tiền mình, xong mình lại lấy tiền đó để trả người ta. Thì bản chất là vấn đề nhau, đúng không? Ok nhá. Tiếp theo này. Bên ngay tình trong việc thu hóa lợi lợi tức không phải hoàn trả hóa lợi lợi tức đó. Ngay tình là gì? Ngay tình là bên thứ ba ấy mà không biết ấy, đúng không? Thì không phải hoàn trả, thế thôi. Tiếp theo là gì? Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường. Bên có lỗi tức là gì? Người ta ấy đã cố tình đấy, đúng không? Làm cho hợp đồng vô hiệu các thứ thì khi đó ấy phải bồi thường. Và cuối cùng là gì? Việc giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân do bộ luật này và bộ luật khác quy định, đúng không? Ok. Rồi tiếp theo chúng ta chuyển đến là gì? Vi phạm hợp đồng và trách nhiệm vật chất do vi phạm hợp đồng. Đấy, thì đây nhá, vi phạm hợp đồng người ta xem như thế nào đúng không? Ở trong pháp luật đại cương chúng ta nói với nhau đây là về vi phạm pháp luật chẳng hạn đúng không? Vi phạm pháp luật thì chúng ta hiểu là gì? Vi phạm pháp luật ý, thì là chúng ta vi phạm các quy định của pháp luật thôi. Còn vi phạm hợp đồng là gì? Là ấy, đây, hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng với những thỏa thuận mà các bên cùng nhau thiết lập theo quan hệ hợp đồng. Đấy, khi đó sẽ là vi phạm hợp đồng, đúng không? Vi phạm luật chúng ta biết là nó sẽ vi phạm những cái điều mà pháp luật quy định, thì vi phạm hợp đồng sẽ là vi phạm những cái điều mà hợp đồng quy định. Thôi. Và chúng ta xem này, khái niệm về trách nhiệm vật chất nhá. Trách nhiệm vật chất đây là gì? Trách nhiệm vật chất là những hậu quả bất lợi về mặt vật chất mà bên vi phạm hợp đồng phải gánh chịu xuất phát từ hành vi vi phạm hợp đồng của mình. Đấy, nhớ nhá, trách nhiệm vật chất tức là gì? Nếu mà ấy bên vi phạm hợp đồng cố tình vi phạm đúng không? Thì khi đó làm sao? Sẽ phải chịu những cái trách nhiệm vật chất. Trách nhiệm vật chất là những hậu quả bất lợi mà, đúng không? Có thể phạt tiền này hay có thể bắt đền hay gì đấy, đúng không? Thì sẽ phải chịu thôi, phải gánh chịu. Vì làm sao? Đây là bên vi phạm mà, đúng không? Vi phạm sẽ phải gánh chịu, ta đã biết rồi, đúng chưa? Và đây chúng ta xem này, căn cứ phát sinh trách nhiệm vật chất của vi phạm hợp đồng, tức là để phát sinh được trách nhiệm vật chất này ý, đúng không? Tức là để chúng ta phải này phải chịu những trách nhiệm vật chất này thì chúng ta sẽ có những căn cứ, đúng không? Có những căn cứ đấy để phát sinh cái trách nhiệm như này. Chúng ta xem là gì? Thứ nhất, đây phải có hành vi vi phạm hợp đồng, nhớ nhá, có hành vi vi phạm. Và thứ hai là gì? Có thiệt hại thực tế xảy ra, đúng không? Rõ ràng là gì? Có thiệt hại rồi khi đó ấy, chúng ta phải chịu trách nhiệm chứ, đúng không? Chịu trách nhiệm pháp lý chứ. Chưa? Là biết rồi đấy. Như kiểu là giống trong pháp luật đại cương ta biết đây là có hành vi vi phạm luật này và có thiệt hại xảy ra này, đúng chưa? Hay khi đó chúng ta mới áp dụng được cái trách nhiệm pháp lý, ở đây gọi là trách nhiệm vật chất đấy, đúng không? Và thứ ba là gì? Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm hợp đồng với những thiệt hại thực tế xảy ra. Và cuối cùng là gì? Có lỗi của bên vi phạm. Là lỗi mình cũng đã nói cho mọi người trong pháp luật đại cương rất là rõ rồi, đúng không? Thì mọi người nhớ đơn giản đây là gì? Cứ trái hợp đồng thì mặc nhiên người ta coi là có lỗi rồi. Thì bây giờ phải làm sao? Muốn để không phải chịu trách nhiệm vật chất này ấy, thì phải chứng minh được là gì? Chứng minh được ấy, nếu mà mình bị lỗi, nhưng mà mình rơi vào cái trường hợp là bị miễn trách nhiệm pháp lý chẳng hạn. Đấy, thì khi đó sẽ được. Và những trường hợp miễn thì tí mình sẽ nói, đúng không? Tí ở những slide sau mình sẽ nói trường hợp nào để miễn trách nhiệm pháp lý, đúng không? Tóm lại mọi người hiểu đơn giản. Căn cứ phát sinh trách nhiệm vật chất do vi phạm hợp đồng thì nó sẽ có bốn cái căn cứ như vậy, đúng không? Có hành vi vi phạm không? Có thiệt hại không? Có mối quan hệ nhân quả của hành vi và những thiệt hại không đấy, và có lỗi không, thế thôi. Ok, thì chúng ta nói xong với nhau nhá về căn cứ phát sinh trách nhiệm pháp lý. Tiếp theo này mình sẽ nói đến đấy là các loại trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng.